khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 20h20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và thưa quý vị, Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Một chàng trai, một cô gái đang ở hai đầu nỗi nhớ chuẩn bị gặp nhau tại sân khấu này giữa là cái hàng rào tình yêu để xem họ có hiểu nhau, họ có đồng cảm với nhau, họ có bấm nút hẹn hò hay không. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi đầu tiên. Dạ không, không có tật xấu gì hết. Không có tật xấu gì hết. Dạ, nếu có chồng thì đi làm về nấu cơm nước. Hai chồng rồi ăn xong rồi ngủ thôi. Em nấu ăn là nó khỏi chê. Nó nhà gái tôi nấu ăn ngon lắm à. Dạ em cũng biết nấu ăn. Dạ không có kết hôn, chưa có kết hôn. À chưa có kết hôn. Có một bé hiện tại gần 2 tuổi. Dạ thường thiên thăm thì không cho qua lại á, nghĩa là không cho em tới lui thăm bé. Sao mà em chịu nổi? Mỗi lần em tới thăm thì nó mới quấn em đi. Sao vậy? Em tới em thăm con nó không cho. Trời ơi sao mà bên kia là người ta có đứa con rồi, con có về luôn á, thì có ở chung được không? Dạ bình thường, em được là nhà em được hết. Xin mời nhà gái. Rồi mời cô gái ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em. Bây giờ thì nhà trai và cả nhà gái chúng ta đã có mặt ở trên sân khấu rồi, chúng ta hãy lắng nghe về sự giới thiệu về bản thân nha. Mời nhà gái. Anh xin chào chú Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan, chào khán giả trên trường quay. Rồi. Chào anh ngồi kế bên. Em tên Nguyễn Thị Kim Chi, em 29 tuổi. Hiện tại em đang làm phục vụ nhà hàng ở 1A Tôn Thất Tùng, quận 1. Kim Chi, rồi đang phục vụ nhà hàng tại quận nhất đúng không? Dạ. Mời em trai. Em chào anh Nguyễn Linh, em chào chị Ngọc Lan. Em chào bạn nữ bên kia và các chị khán giả đây ạ. Em tên là Lê Văn Phước. Hôm nay em 32 tuổi ạ. Em ở Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. À, em làm gì Phước? Dạ em làm tài xế xe vụ á anh. Xe 4 bánh với 7 chỗ anh. À xe 7 chỗ á. 7 chỗ với 4 chỗ. À, quê mình ở Bà Rịa Vũng Tàu luôn hả Phước? Dạ. Kim Chi là bên kia quê đâu Chi? Dạ con quê Long An ạ. Long An hả? Long An khúc nào nè? Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. À. Rồi bây giờ mình cho nhà trai biết ưu điểm khuyết điểm đi Chi. Em nói sao? Mình có ưu điểm gì? Nói chung là không hề ưu điểm, nói chung là dễ chứ không khó. Nghe Kim Chi quen quen. Nói chung là dễ chứ không khó hả? Rồi đó thì mình cứ mạnh dạn mình nói thôi. Ngại hả? Dạ. Nói từ từ chị Lan nói cho. Dạ nói chung là tính thì cũng không cục cằn gì mấy. Không có cục cằn gì mấy hả? Giận la thì đi chỗ khác thôi chứ không đứng chỗ đó. Rồi mình có nhờ thấy là mình có cái điểm yếu nào không? Dạ không, không có tật xấu gì hết. Không có tật xấu gì hết. Dạ. Nếu có chồng thì đi làm về nấu cơm nước. Hai chồng rồi ăn xong rồi ngủ thôi. Nhà gái tôi đơn giản lắm ạ. Dạ chào nhà trai. Dạ chị. Rồi sao Phước nói sao cho nhà, bên nhà gái nghe đi. Ưu điểm thì em cũng hòa đồng vui vẻ, nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè, rồi biết nấu ăn. Em nấu ăn là nó khỏi chê. Nó nhà gái tôi nấu ăn ngon lắm à. Dạ em cũng biết nấu ăn. Mình có điểm yếu gì không? Em hơi nóng tính thôi, nhưng mà em nóng rồi thôi chứ không có để bụng. Ừ. Nhà gái mấy mối tình rồi em gái? Dạ con đã trải qua một mối tình. Lâu chưa? Dạ lâu rồi. Yêu nhau mấy năm? Dạ yêu nhau 5 năm. Yêu nhau 5 năm? Rồi sao chia tay? Dạ tại vì sống không hợp. Lại bên chồng thì lại khó khăn. À tức là em đã kết hôn rồi? Dạ không có kết hôn, chưa có kết hôn. À chưa có kết hôn. Có một bé hiện tại gần 2 tuổi. Ủa gì giờ bé đó ở với ai? Dạ ở bên chồng. Em có thường xuyên thăm con không? Dạ thường xuyên thăm thì không cho qua lại á. Nghĩa là không cho em tới luôn để thăm bé. Nhưng mà mình có được nói chuyện qua điện thoại không? Dạ. Trời ơi, còn trẻ quá mà tình hình nó vậy rồi. Đường tình duyên của em sao? Dạ em cũng trải qua một mối tình là có vợ mà ly dị đó anh. Ly dị rồi, có con chưa? Dạ con năm nay học lớp 2. Trai hay gái? Con trai. Đang ở với ai? Từ nhỏ tới lớn là ở với em nuôi, xong sau này em mới
mới học lớp 2 nè, em mới với các cậu ra nhà mẹ chừng một tháng này hai tháng này để cho đi học cho nó có mẹ tiện. Kèm cho nó tiện hơn anh. Chứ không phải là gì hết, nhưng mà hộ khẩu vẫn ở chung hai gia đình. Mình chia tay lâu chưa Phước? Dạ em chia tay 6 năm rồi. 6 năm rồi hả? Nói chung là hai bạn đều có hoàn cảnh khác nhau, như hoàn cảnh cô gái bên kia lại đáng thương hơn rất là nhiều luôn. Thôi bây giờ chúng ta bỏ qua hết những cái cũ ha. Dạ. Rồi mong là một ngày nào đó thì em cũng sẽ được đoàn viên với lại con. Dạ. Ha, mong là sẽ được gặp con ha. Dạ. Ở gần con hơn. Rồi bây giờ mình nói về tương lai đi. Em mong muốn có một người đàn ông ở bên cạnh em, người đó như thế nào? Em thì mong muốn có một người chồng biết lo lắng cho em nhiều hơn. Chứ em không cần gì nhiều, chỉ biết yêu thương em là được rồi. Không có cần gì hết hả? Không cần gì nữa hết hả? Dạ không. Cần về ngoại hình không? Dạ không. Mình muốn lấy vợ làm sao? Bình thường lắm anh. Nhưng mà yêu thương em, biết lo lắng chuyện gia đình là được rồi. Vậy thôi hả? Dạ vậy thôi. Thì về bây giờ bên kia là người ta có đứa con rồi. Con ta về luôn đó sao? Thì có ở chung được không? Dạ bình thường chứ, em được là nhà em được hết. Vậy đó hả? Dạ. Vậy em đang ở với ai? Dạ ba mẹ. Còn em gái em xây nhà ở riêng rồi. À, nếu em được là ba mẹ cũng đồng ý luôn đúng không? Dạ. Rồi, ok. Nói chung cũng đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta hỏi thăm người thân coi sao, ý kiến của họ như thế nào, em đi với ai? Dạ em tới đây em đi một mình. Rồi, có chị Lan. Phước đi với ai Phước? Dạ em đi với anh chủ xe. À anh chủ xe anh đó chủ đúng xe không? Hả? Đang chạy dịch vụ cho anh đó đúng không? Chủ xe mà đi Vũng Tàu hả? Dạ chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. Em là bên chỗ chủ xe bên vô Phước. Phước được không em? Dạ Phước thì được, lo làm, chịu khó. Làm có dành dụm không ha? Thì cũng lo cho con đôi vậy đó anh. Nó có cờ bạc rượu chè trai gái em đùm lao không? Thì từng có thời gian đâu anh, lo làm không à. Bên em thì có khách thì cứ chạy liên tục. Thôi thì cho đôi trẻ gặp. Đúng rồi. Mở rào. Qua đi. Chào em. Mong anh làm nuôi dưỡng cây. Như anh nuôi cây sao tại em bị. Em cũng cảm ơn anh nhiều. Rồi quay qua ngồi nói chuyện đi đó. Em thấy anh thì cũng dễ thương. Còn anh thấy em sao? Thấy em cũng dễ thương. Không nói gì hết, anh rung quá. Cái gì đâu rung. Anh có nhậu nhiều không anh? Không, chị sẽ ít nhậu lắm. Dạ, nhưng mà cần lại anh có thể thăm em được mấy lần? Giống như em nghĩ được lúc nào anh thăm lúc đó. Bây giờ mình nói quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Nếu anh quen em thì bao lâu anh cưới? Nếu thương có thể là cuối năm cưới vẫn được. Quan trọng do hai chúng ta thôi. Yeah. Còn có 2-3 tháng nữa đó. Thì đó thì em nói quan trọng cho hai chúng em thôi. Có chuẩn bị gì làm đám cưới chưa mà nói hùng hồn quá vậy? Anh có chuẩn bị gì chưa? Cũng có sơ sơ thôi chứ không dám nói là ấy, nhưng mà được là được. Dạ. Nhận là mình nói được là em được. Thì anh đi cưới em á thì em không có đòi hỏi gì mấy hết á. Anh cho nhiêu em nhận nhiêu. Rồi bây giờ Phước tới nắm tay bạn gái đi nào. Đó, mạnh dạn lên. Bạn gái đứng lên nè. Hai đứa thấy cũng hợp ghê nha. Nhìn thẳng vô mắt nhau với Phước. Đó. Em thấy cái người đứng đối diện với em, em cũng muốn theo anh về Bà Rịa Vũng Tàu làm dâu nhà má anh không? Hỏi đi. Dạ có, anh trả lời rồi, dạ có. Thì hỏi lại nè, nó nói. Bà nó lanh quá. À này bà nôn dễ sợ. Nôn quá nôn à. Thì em muốn về Vũng Tàu quê anh làm dâu mẹ anh không? Dạ có. Về đó tiền bạc rồi làm ai giữ, hỏi đi. Thì vợ giữ cha giữ. Được hết không? Anh dạ. Về anh làm cái đưa cho em hết không anh? Hay là anh phải giấu lại anh đi uống cà phê? Nhìn vợ tương lai nhìn tôi chi, tôi đâu có được giữ tiền. Em bắt là anh phải đưa cho em giữ. Có nhiều thì đưa hết nhiều thôi. À. Bây giờ hai bạn cùng nói nè. Bây giờ tôi sẽ hỏi là 1, 2, 3 có bấm nút hay không? Nếu hai bạn đồng ý thì hai bạn cùng nói bấm nút nha. Ủa sao mà anh chị không cho em bấm? Tôi muốn giữ nguyên cái khoảnh khắc này, không muốn tách rời anh. Rồi, chị một hồi ra tôi cho, một hồi tôi cho bấm 1, 2, 3 là cùng đồng thanh nha. 1, 2, 3 bấm nút. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu.
Aquaceline lăng nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày, cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo, thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách. Mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Gửi tặng bạn một voucher điện tử trị giá 500.000 áp dụng mua sắm online tại mshop247.com. Từ mshop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm các sản phẩm chính hãng, uy tín, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và nhà cửa. Mshop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Chúc mừng hai em. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò, rất dễ thương thưa quý vị. Chúng tôi mong rằng cặp đôi nào cũng phải như vậy để có thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc quý vị nhé. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo. Bên đây là một anh có hai người con, rồi bên đó sao? Có ba đứa con rồi. Ba đứa? Quế hay tin dự đoán đó, gia đình Quế rất là đông. Nói có một người trong gia đình chia tay á, gia đình đi yên ổn, mẹ đi coi báo về nói coi vậy. Trời đất ơi. Mời nhà trai. Rồi. Xin mời nhà gái. Chào tất cả khán giả. Rồi, chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình tên là Nguyễn Hoài Điệp. Điệp. Sinh 1978. Anh Điệp làm gì? Mình làm mỹ nghệ. Mỹ nghệ làm ở đâu anh Điệp? Tại nhà luôn, ở Xuân Lộc Đồng Nai. Xuân Lộc Đồng Nai, mình ở nhà với ai? Với hai đứa con trai. Hai đứa con trai hả? Rồi bên đây là anh Điệp, bên kia là chị Lan. Dạ rồi, xin mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. Và xin chào tất cả khán giả trong trường quay. Mình tên Nguyễn Lê Huyền, 977 ở Đồng Nai, nghề nghiệp mình làm spa. Dạ, chị Huyền ở Đồng Nai là ở cùng với gia đình luôn hay sao ạ? Chị ở riêng. Ô, chào người đẹp mang tên Lệ Huyền. Bên đây là một anh có hai người con, rồi bên đó sao? Có ba đứa con rồi. Con lớn là bao nhiêu rồi? Con lớn năm nay 30 tuổi. Con nhỏ? Dạ, con nhỏ 15 tuổi. Trai gái đầy đủ luôn? Dạ, hai gái một trai. Rồi giờ ở với ai? Ở với Huyền hết, nhưng mà hai đứa lớn có gia đình, còn đứa nhỏ không đi học. Nhỏ là con trai hay gái? Gái. Con gái, tình cảnh bên đó vậy đó. Bên mình sao, lấy vợ từ năm nào? Lấy vợ năm 24 tuổi anh. 24 tuổi lấy vợ. Rồi ở với bà xã mấy năm vậy? 15 năm. Rồi sao chia tay? Cô ấy hay tin dự đoán đó. Gia đình cô ấy rất là đông. Nói có một người trong gia đình chia tay á, gia đình biết yên ổn, mẹ đi coi báo về nói coi vậy. Trời đất ơi. Con lớn của anh bao nhiêu tuổi rồi? 24 tuổi anh. Dạ, còn bạn nhỏ? 20. Hai bạn ở với anh hết à? Đúng rồi. Lớn có vợ rồi, có cháu nội rồi. Lớn có vợ rồi, còn đứa nhỏ là con trai con gái anh? Trai. Con trai. Bên kia đang ở với mẹ là con gái, bên đây đang ở với bố là con trai. Vậy thì bây giờ anh chia sẻ cho Ngọc Lan luôn là anh có cái mong muốn là mình có một người bạn gái như thế nào nè? Bây giờ gia đình ai cũng có con rồi, lớn rồi, hai đứa về cũng chung vun đắp hạnh phúc để cuộc đời còn lại. Kiếm người hữu hỷ thôi ha. Đúng rồi. Bây giờ anh Điệp cho sẵn cho bên nhà gái biết điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi. Mình thì công việc gì mình cũng làm được hết. Tức là anh làm mỹ nghệ, anh buôn bán mỹ nghệ hay là anh sản xuất ra nó luôn? Anh sản xuất. Sản xuất luôn. Nói chung là nghề là mình bao. Rồi anh có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm mình dễ tin người lắm, nói sao mình cũng tin đó. Anh bên này anh hiền lắm chị ơi. Ảnh là có cái khuyết điểm là dễ tin người đó. Còn khuyết điểm của chị là gì? Chị cũng y vậy, chị cũng y vậy. Trời ơi. Thôi hai người dễ tin người thì hai người tin nhau đi. Ừ đúng rồi đó. Hay quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bây giờ chị Huyền cho Ngọc Lan biết là chị Huyền muốn có một người bạn trai như thế nào nè. Chị muốn một người đàn ông của gia đình chuẩn mực, nghiêm túc. Nhất là về tính cách thì đối nhân xử thế với từ người lớn với người nhỏ nhu hòa chút xíu. Thứ hai là với gia đình cũng phải có một cái sự bảo bọc, che chở cho vợ con. Dạ. Cũng không có nên yếu đuối quá. Anh có ghen không? Có chứ. Anh ghen hả? Chết rồi. Chị bên này chị đẹp quá. Hơi căng à. Huyền không thích điều gì ở đàn ông? Yếu đuối anh. Yếu đuối hả? Có yếu đuối không Điệp? Thấy là đám đông Điệp rất là yếu đuối đó. Rất là sợ. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi. Ừ. Chị Huyền đi với ai? Chị đi với lại em họ, cũng là đồng nghiệp. Với lại chị họ với hai bác sĩ. Dạ, trời ơi. Đi nguyên nhà luôn ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Dạ. À, chào anh trai. Thì chị Huyền ơi, em thấy cái anh trai bên đây thì
rất là điềm tĩnh, rất là hiền, rất là dễ thương. Hôm nay đến đây thì cũng là một cái duyên. Thì em cũng hy vọng hai anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, vì khoảng cách của hai anh chị rất là gần. Rồi, cảm ơn anh trai. Điệp đi hai điệp. Điệp đi có một mình à. Yên tâm, Điệp có Lan lo. Mở ra. Không chuẩn bị gì hết trơn hả? Vô cái đường này nè, không có một cái gì luôn á. Trời ơi, đáng lẽ phải nhớ rồi về chuẩn bị đồ mỹ nghệ rồi tặng cho Huyền nha. Thôi giờ gặp nhau trước đi. Chào em. Trước khi đi á, là con với đứa em có động viên Huyền tặng cho anh chai rượu. Mới gặp thấy có xỉn rồi đó. Anh cố gắng anh lên đây, sáng anh đi rất trễ. Anh sợ không kịp lên đây thì nó không có quà, em đừng có giận anh nhé. Dạ không anh, cái đó nó không quan trọng. Dạ, không sao hết. Bây giờ đầu tiên anh gặp anh thấy bên đối phương sao nè? Dễ thương lắm anh ạ. Dễ thương lắm. Trời ơi. Bây giờ anh thử nói đi, bây giờ thí dụ hai người đến với nhau thì ở đâu? Cái chỗ anh Điệp là mặt tiền không? Mở spa được không? Được chứ, ở trong đó đúng. Cái đứa học về nó mở nhiều lắm luôn. Dạ, anh Điệp làm bên ngành gỗ hả? Ừ. Dạ, Huyền cũng kinh doanh bên gỗ. Không, anh làm tượng cô gái, tượng chúa, tượng Phật gì anh làm gì hết. Rồi bây giờ nè, còn một cái đường cuối cùng thôi. Điệp không làm được thì Lan cũng không giúp Điệp được. Điệp đứng dậy. Đó, Điệp qua đây. Đó, Điệp nắm tay chị đi, rồi Điệp nói một cái lời gì đó, nói thuyết phục chị đi, cơ hội cuối cùng. Làm sao để chứng minh cho người phụ nữ bản lĩnh kia về với mình đó. Em à, hai đứa mình tới chương trình đây cũng muộn màng quá. Mình hãy cho nhau cơ hội để vun đắp hạnh phúc nha em. Qua cách nói chuyện của anh thì em rất là cảm mến. Nhưng em là một người phụ nữ hướng nội, em là người kinh doanh, nên em sẽ đi đứng rất là nhiều. Có thể là em giao thiệp rất nhiều. Ừ, em sợ anh có chịu được cái mức độ đó không? Công việc của em thì anh vẫn làm chứ anh đâu có nghĩ như vậy đâu. Nói đơn giản nhưng mà khi thực hiện mới là khó anh. Đúng rồi, nhưng mà anh cứ cho anh cơ hội đi rồi anh có làm được điều đó hay không? Rồi, mời hai anh chị về ghế ngồi. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm. Cô Linh nghĩ rằng hai anh chị đủ sức để có thể đưa ra quyết định chính xác cho cuộc đời mình. Chúng ta đã trao đổi với nhau cũng nhiều rồi, cho nên là Lan nghĩ rằng là hai anh chị cũng đã có cái quyết định riêng cho bản thân mình. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Anh cũng không bấm. Bấm rồi. Anh bấm chưa? Bấm rồi. Anh bấm không mạnh lắm đúng không? Biết rằng anh rất là hiền, nhưng mà anh cần phải quyết liệt hơn nữa trong cuộc sống với bất kỳ điều gì nữa. Bởi thật ra mình là người đàn ông thì mình cũng nên chứng minh cho người phụ nữ thấy mình mạnh mẽ hơn. Chỉ có nhiêu đó thôi chứ thật ra anh rất là hiền luôn. Trong cách anh nói chuyện thì Huyền rất cảm động. Nhưng cái đó là cảm động và cảm xúc của một con người với nhau. Nhưng mà có thể để đến một gia đình hạnh phúc thì chắc có lẽ là chúng ta chưa có hợp với nhau. Chắc chưa đủ duyên. Hãy bắt tay nhau nào. Cảm ơn. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Bộ bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Nhãn hàng Aquaceline xin tặng mỗi bạn một năm sử dụng Aquaceline lăn nách không mùi đến từ châu Âu. Aquaceline lăn nách dược mỹ phẩm đến từ châu Âu, giúp khử mùi hôi, khô thoáng nách đến vài ngày. Cùng đặc tính không mùi, không cồn, không thâm nách, không ố vàng nách áo. Thích hợp sử dụng cho tất cả tình trạng hôi nách, mồ hôi nách từ nhẹ đến nặng hoặc không có vấn đề vùng nách vẫn có thể dùng. Gửi tặng bạn một voucher điện tử trị giá 500.000 áp dụng mua sắm online tại emshop247.com. Từ emshop, nền tảng giải trí kết hợp mua sắm các sản phẩm chính hãng, uy tín, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe và nhà cửa. Emshop thêm hạnh phúc vào giỏ hàng. Và Huyền với lại Điệp luôn luôn gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống này nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, mời chị đi đường này. Không có vỗ tay. Gần như là mọi cái mong muốn của mình ngày hôm nay nó không được trọn vẹn. Trọn vẹn, hình như là... Không, nhưng mà có một cái mà Ngọc Lan rất là vui, đó là tất cả các nhân vật của chúng ta đều đối diện rất chân thật với cảm xúc của mình. Cho nên là họ đã có những cái quyết định rất là đúng đắn ngay tại thời điểm này. Và chúng tôi cũng không đẩy thuyền đâu. Thật ra nếu không hợp với nhau thì đẩy thuyền nó cũng vỡ thuyền thôi. Cứ để thuận theo tự nhiên quý vị nhé. Đó là những gì rất thật trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì Ngọc Lan cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Aquacilin lăn khử mùi không mùi đến từ châu Âu thuộc dược phẩm Vinza đã tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.